Tân Trào ạ. Kính thưa các anh chị, thì cây đa Tân Trào này thì trước đây nó là cây đa đôi và tán của nó rất là rộng, mọc song song với nhau. Bà con ở trong vùng này thường vẫn thường gọi vui ạ, đó là cây đa ông và cây đa bà. Nhưng rất tiếc cây đông ở phía dưới gần với là mình ạ. Do gió bão lên năm 93 thì cây đa ông này đã bị đổ gãy mất một phần rồi. Tức là bây giờ chỉ có một nhánh của cây đông ở dưới là còn sống ạ. Còn hai cây đa con kia là mình trồng thêm vào ạ. Còn hiện nay chỉ còn cây đa bà, chính là cây đa to ở bên trong ấy. Nhưng mà như anh chị quan sát thấy hiện nay toàn bộ cái bộ rễ của cây đa bà này thì nó cũng đã bị chết khô rồi. Tức là bây giờ mình chỉ có bọc nhựa composite ở bên ngoài để giữ lại cái hình dáng của cây đa Tân Trào thôi ạ. Kính thưa các anh chị, nhưng mà trước khi mà cây đa bà này bị thoái hóa thì vào năm 2008 ạ, thì lúc bấy giờ cây đa này nó vẫn còn một cây cành còn sống, và khu di tích Tân Trào đây có phối hợp với công ty cổ phần Anh Hà đã sử dụng phương pháp là tạo sẹo nhử rễ, và từ cành đa còn sống đó mình có chết từ được hai cục rễ, chính là cái mô đất cao nhất mà lần nữa anh chị sẽ nhìn thấy, cái mô đất cao nhất mà gần núi đặt mình ở phía ngoài này đấy ạ. Hai cục rễ này bây giờ nó tạo thành một cây đa độc lập rồi và đang phát triển rất là tươi tốt, và đây có thể được coi như là hậu duệ của cây đa Tân Trào ạ. Còn ở trên ngọn của cây đa bà, các anh chị quan sát thấy đó không phải là mầm đâu ạ, mà hiện nay ban quản lý đã cưa toàn bộ phần ngọn đi rồi. Sau đó mình lấy đất lên đó và trồng ba cây đa con ở trên ngọn ạ. Sau này ba cây đa con này nó lớn lên, rễ nó thả xuống, mình sẽ phủ lại, cuốn lại vào gốc cũ để giữ lại cái hình dáng của cây đa. Và cùng với biện pháp đó, mình có trồng thêm 6 cây đa con trồng xung quanh cây đa bà để tượng trưng cho 6 năm Bác Hồ ở và làm việc tại Tân Trào ạ. Kính thưa các anh chị, thì sở dĩ cây đa Tân Trào đã trở thành một biểu tượng của cách mạng tháng 8, tại cây đa Tân Trào này đã diễn ra một sự kiện lịch sử rất quan trọng ạ. Đó là chiều ngày 16 tháng 8 năm 1945, dưới bóng đa Tân Trào, thì đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đọc bản quân lệnh số 1 hạ lệnh xuất quân quân giải phóng Việt Nam ạ, là xuất phát từ cây đa Tân Trào để tiến sang giải phóng Thái Nguyên, sau đó tiến về giải phóng Hà Nội là vào ngày 19 tháng 8 năm 1945 ạ. Và đứng ở vị trí này thì các anh chị quan sát thấy ở phía sau của cây đa Tân Trào, đây là toàn bộ quang cảnh của làng văn hóa Tân Lập ạ. Ngôi làng này gần như 100% là người Tày sinh sống ạ. Hiện nay thì ở trong làng này cũng có hai ngôi nhà đã trở thành di tích, đó là nhà ông Hoàng Trung Dân, là ngôi nhà ở phía sau của cây đa Tân Trào đấy ạ. Đây chính là nơi đại tướng Võ Nguyên Giáp ở và làm việc khoảng thời gian là 3 tháng ạ. Còn cách nhà ông Hoàng Trung Dân khoảng 3 ngôi nhà nữa đi sâu vào trong, đó là nhà cụ Nguyễn Tiến Sự, nơi Bác Hồ đã ở và làm việc khoảng thời gian 1 tuần trước khi mà Bác Hồ chuyển lên lán Bà Nưa ở và làm việc. Hiện nay thì thế hệ con cháu của ông Hoàng Trung Dân và ông Nguyễn Tiến Sự vẫn sinh hoạt bình thường tại hai ngôi nhà này. Thì cũng để giới thiệu với các anh chị có một điều rất là đặc biệt ở làng Tân Lập ở đây ạ, đó là trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và sau này cả chiến tranh thế giới. Khi đó thì có khoảng 200 thanh niên của làng Tân Lập này có lên đường bảo vệ Tổ quốc từ mái đình Tân Trào. Thì có một điều rất là đặc biệt là tất cả những thanh niên đó đều trở về rất là nguyên vẹn và không có một ai hy sinh cả. Và làng Tân Lập của xã Tân Trào đây cũng chính là địa phương duy nhất trong cả nước là không có liệt sĩ ạ. Chính vì vậy mà ngôi đình Tân Trào sau đây mời các anh chị xuống tham quan và dâng hương, thì đây là một ngôi đình rất là linh thiêng bởi vì đã đem lại bình yên và may mắn cho bà con địa phương ở trong vùng. Sau đây xin kính mời các anh chị tham quan, sau đó đoàn chúng ta sẽ di chuyển xuống dâng hương tại đình Tân Trào ạ. Xin kính mời các anh chị.